Chào các bạn tới một video mới của mình. Thì video này được một vài bạn hỏi để làm cái video này. Thì đây là video mình sẽ nói về chiến thuật mà mình sử dụng để mà đá FIFA 17. Thì cái chiến thuật của mình nó không có gì là thật sự. Chiến thuật của mình trước khi làm cái video này á, trước khi đá cái Weekly League tuần này thì mình sử dụng một chiến thuật rất là khác. Tuy nhiên trong lúc đá thì mình đã thay đổi và mình thấy nó đang hợp hơn. Thì nếu các bạn cần biết cái lối đá của mình hiện tại lúc này như thế nào thì mình sẽ nói trong video này. Trước hết là về đội hình, mình cái vấn đề là mình để đội hình 4-3-2-1 như thế này á, chỉ để cho đủ chemistry thôi. Chứ mình rất ít khi sử dụng cái đội hình này, cái sơ đồ chiến thuật này trong lúc thi đấu, trong lúc đá. Thì lúc mà mình đá mình sẽ đổi nhầm mình sẽ đổi sang chiến thuật này. Đây là một cái đội chiến thuật này và mình để như thế này. Đây là một chiến thuật mà mình sử dụng, hoặc là mình đá chiến thuật này, vâng, và để của y chang như vậy. Thì về khi mà đổi qua chiến thuật này rồi á, thì đây mình sẽ chỉnh về instruction trước. Trước hết là về hai trung vệ. Hai trung vệ thì giữ nguyên, hoặc là nếu bạn nào mà thấy chưa có chắc ăn với khả năng phòng ngự của mình lắm thì bạn có thể chỉnh qua conservative interception. Thì cái này nó sẽ tắc banh chính xác hơn. Tuy nhiên nếu mà bạn không có nhanh chân trong số tình huống thì đối phương có thể tung ra cú sút xa. Thì mình để normal. Về hai hậu vệ cánh á, thì trước kia á, mọi người thường chỉnh stay back qua attacking, thì mình cũng vẫn chỉnh stay back qua attacking. Tuy nhiên những lúc mình thua á, đang bị dẫn bàn, mình sẽ chỉnh qua balance attack lại, bởi vì lúc này tấn công nó được nhường nhịn hơn. Thì tất nhiên nếu mà để balance attack này thì tại vì các hậu vệ cánh á, mình sẽ diện tại các hậu vệ cánh á, thường bạn thấy quốc rây á là high và medium. Thì những cái quốc rây này á, nó chứng tỏ là hậu vệ cánh thường dâng lên rất cao. Thì nếu mà bạn để balance attack này, chắc chắn nó lên cao đá như tiền đạo vậy. Mà thậm chí á, có để stay back đi nữa thì nó cũng stay back một chút thôi, chứ nó không có hẳn là nó stay back quá nhiều, nó vẫn dâng dâng lên rất cao. Đó là về phần hậu vệ. Về phần tiền vệ phòng ngự á, thì mình thường chỉnh là man mark và stay back qua attacking. Nếu bạn nào mà đá giống như kiểu thích cầm tiền vệ phòng ngự chạy á, thì có thể để khách passing lane, hoặc là để balance cũng được. Nếu mà đá 4-3-1-2 á, thì bạn chỉ để như thế này balance thôi, tại vì nó không có chỉnh được cái man mark hoặc là khách passing lane. Thì đây là cách mình chỉnh tiền vệ phòng ngự. Hai tiền vệ hai bên thì giữ nguyên, còn lúc mà đang dựng bàn thì cứ để get forward lên về thôi. Về cam á, mình để là stay forward. Để mà cam á, thường có xu nếu mà để balance á, thường nó có xu hướng hay về phòng ngự á, thì lúc đó tí nữa mình sẽ nói lý do tại sao mình để stay forward. Thì lúc đó thường là Pogba hoặc là Vidal thường đổi chỗ cho Dembele. Mình không muốn như vậy, mình muốn Dembele nó ở cái vị trí của nó thôi, stay forward. Còn hai tiền đạo là get in behind và press back line. Thì đây chính là get in behind với back line. Thì tại sao press back line á, là để nói chung là cơ bản là để nó ép vào hàng phòng ngự á, và của đối phương, và get behind thì để nó chạy chỗ cho nhiều. Thì đây là cái instruction. Còn về cái chiến thuật custom tactic thì đây chính là cái custom tactic hiện tại mình sử dụng. Thì nó không có khác bất cứ gì với lại là game thủ chuyên nghiệp Hughes Gorilla hoặc là Spencer Earling. Thì trước kia từ đây mình sẽ nói về cái chiến thuật này trước. Lúc mà mình cảm nhận mình đá thì cái việc mà speed với passing này nó phù hợp với lối đá nhanh của mình, truyền dùng rất nhiều các driving pass á, thì bạn có thể tới khung thành đối phương dễ hơn. Cái passing á, mà để cao như thế này á, thì cầu thủ nó chạy chỗ, họ có thể nói là chạy chỗ vào những cái hướng có thể nói là hơi khó, nhưng mà nếu mà truyền qua được á, thì chắc chắn có bàn.
costing mình để 35, tại vì tuy mình đá đội hình rất là hẹp, mình tuy là mình vẫn muốn đội hình mình dạng ra một chút để mà nó không có quá bí ở giữa, dạng ra để tìm cơ hội. Tuy nhiên mình không bao giờ mình thật sự mình tạt bóng cả, mình chưa bao giờ, rất ít khi mình thậm chí nó không bao giờ tạt bóng. Và thậm chí với hai tiền đạo của mình là Griezmann và Martial thì tạt bóng là gần như không thể, vì hai tiền đạo nó không thể nào đánh đầu thắng các trung vệ mà các mọi người hay dùng như Smalling, Ramos, Company hoặc là Boateng, thậm chí là Manolas, vân vân. Thì cái chuyện đánh đầu là gần như không thể. Cái pressure và pressure này thì mình thấy nó đúng là nó khá cao, và đá lúc đá là rất dễ thọt. Tuy nhiên bạn lúc đá cái này á, bạn phải chơi ăn 50-50, có nghĩa là bạn phải thật sự bạn ép lên rất nhanh, bạn thật sự bạn phải ép đối phương lên luôn và không có được chần chừ, kiểu như đá nó rất là aggressive, có nghĩa là cầu thủ đó bạn bình thường á, nếu mà bạn thấy cái đó bạn có đối phương vẫn có thể chuyền qua qua hai bên, tuy nhiên gặp mình sẽ ép lên luôn, đối phương chuyền được á thì thôi, thì coi như mình bị mất một người, nhưng mà mình lấy được á, thì mình lại có cơ hội phản công. Thì đó là cái lối chơi ăn 50-50 với cái kiểu defensive kiểu này. Thì trước khi cái weekend league tuần này á, mình sử dụng đội hình như thế này. Đó chính là 58 38 50 40 và 54. Thì cái sai lầm của mình á về cái đội hình chiến thuật này á, đó chính là cái shooting 54. Thì sau này mình mới hiểu ra cái mình mới nghiệm ra cái shooting á, là nếu mà bạn chỉnh nó càng thấp á thì tiền đạo á, nó sẽ càng cố gắng để nó chạy vào hàng phòng ngự hơn, có nghĩa là nó cố gắng nó chạy vào, nó chạy chỗ hơn, thì tốt nhất là để 40. Cái pressure trước đó mình sẽ để là 44, aggression mình dịch là 66, và team width mình muốn chỉnh xuống khoảng 45 hoặc là tới 48. Thì cái này là team width như thế này thì nó có thể nói là dễ dàng phòng ngự hơn, và cái pressure này á, giúp cầu thủ của bạn đứng ở dưới nó không có quá là ép lên để mà trống trải. Tuy nhiên mình vẫn thích, mình thấy đá cái này nó hợp hơn, mình tấn công được hơn. Còn cái kia mình, còn cái cựu cụ của mình hay bị đối phương đè quá, tại vì đối phương, tại vì hàng phòng ngự nó lùi về sâu quá thì đối phương lại có cơ hội để phối hợp, thì mình không muốn như vậy. Mình muốn mình luôn luôn là người nắm thế chủ động. Thì vâng, đây là chiến thuật của mình lúc mà đá cái sơ đồ chiến thuật này. Thì tất nhiên sơ đồ chiến thuật này vẫn có thể áp dụng được với sơ đồ chiến thuật là 4-3-2-1 như thế này. Thì vấn đề về cái 4-3, cái sơ đồ vẫn có thể đá chiến thuật này, không có vấn đề gì cả. Thì về cái chiến thuật 4-3-2-1 này á, lúc mình đá thì khi nào mình sử dụng đội hình 4-3-2-1 này, nó là khi mình gặp những đội bóng mà có đội hình quá mạnh đi. Ví dụ như bạn gặp Ronaldo, Suarez, Messi tím the year rồi huyền thoại cả đống như vậy á, thì mình sẽ đá chiến thuật này, và lúc đó mình sẽ chỉnh cái instruction sẽ như thế này. Về tiền đạo á, mình sẽ để stay central và target man. Hai tiền đạo bên cánh là get in behind và press back line. Ba tiền vệ mình để y nguyên, không có gì thay đổi với ba tiền vệ cả. Tất nhiên là hai cánh là stay back và attacking. Thì cái này á, lúc đá ba tiền vệ mình, các bạn thấy ba tiền vệ mình là thuộc loại như tiền vệ mà vừa tấn công được mà vừa phòng ngự được. Ba tiền vệ rất cơ động, vì vậy cơ động trên sân, vì vậy mình có thể dễ dàng biến hóa là cái tuyến dựa của mình. Và lúc vào trận đấu mình cũng để Martial lên tiền đạo và Griezmann đá bên cánh, bởi vì đơn giản Griezmann có chân trái rất là hay, và các bạn biết trong FIFA này thì dứt điểm chéo góc bằng chân trái nó hiệu quả nhất. Martial thì có cái physical nó tốt, có chiều cao tốt nên đá tiền đạo ở giữa được. Còn về Dembele thì tuy thuận chân trái, tuy nhiên quyết phút cũng 5 sao nên có thể dễ dàng dứt điểm bằng chân phải. Ở đây là cái chiến thuật của mình. Thì nếu các bạn cảm thấy video này
có ích gì đó thì nhớ like, subscribe, bấm quảng cáo cho mình có động lực làm video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.